Liên quan đến thông tin ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt, nghi mắc COVID-19, ông Vũ Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mường Lây, tỉnh Điện Biên cho biết, 14 giờ chiều ngày 13 tháng 5, ông Đoàn Ngọc Hải đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Mường Lây để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu xác định ông Hải có nhiều dấu hiệu về suy nhược cơ thể. Qua test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến 16 giờ chiều, ông Hải được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để kiểm tra kỹ hơn. Trước đó, như báo Người Lao động đã thông tin, gần 13 giờ ngày 13 tháng 5, ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải bài viết trên trang cá nhân cho biết mình đang bị sốt với lo lắng có khả năng đã nhiễm COVID-19. Ông Hải cho biết đang trên đường đến địa phận huyện Mường Lây, tỉnh Điện Biên chở 4.000 hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Bồ. Ngay sau thông báo này, ông Đoàn Ngọc Hải đã được đưa tới Trung tâm Y tế thị xã Mường Lây để kiểm tra sức khỏe. Trong những ngày qua, ông Đoàn Ngọc Hải đi qua nhiều tỉnh miền núi để thực hiện hành trình thiện nguyện tại các tỉnh Tây Bắc.